Em thưa thầy, em học thầy thì từ xưa đến giờ thì em có cái bệnh suy thận, thì em chỉ chữa được cho em thôi thầy ạ. Thì bây giờ em cảm thấy là em rất là khỏe mạnh, mà em không bị đau đầu, mà cũng không bị cái gì mệt về thận. Thế nhưng mà em cũng chữa được cho em rất là nhiều bệnh, bây giờ em khỏe mạnh. Thế nhưng mà em có chú em thì chú làm cái chỗ họ hàng ấy, thì chú bảo là chú bị đau đầu chỉ chóng mặt thôi thầy ạ. Thế nên là em cũng chữa cho chú được một tuần rồi, thì chú cứ bảo là đúng 9 giờ sáng chữa thì đến 9 giờ sáng mai thì chú lại bị chóng mặt. Thế thì em cũng hỏi cháu tơ cũng nói cho em rồi, nhưng mà em làm đến hôm nay thì vẫn thế chú ạ, mà thầy ạ, chú vẫn thế. Thì thầy giúp đỡ em để cho em chữa cho chú tí. Chị bao nhiêu lâu rồi? Em chữa được 5 ngày rồi thầy ạ. Hả? Em chữa được 5 ngày rồi ạ. Năm mà ngày nào nó cũng vậy hả? Tới giờ đó là bị hả? Vâng, cứ đến cái giờ em là mới bị. Cứ 9 giờ hôm nay em làm thì đến 9 giờ ngày mai là chú lại bị. Thế nhưng em cũng biết làm thế nào nữa thì thầy giúp em một tí. Giờ gì đó? Dạ 9 giờ là giờ gì? 9 giờ sáng Là giờ gì? em cũng không nhớ là giờ gì, Hả? em không nhớ là giờ gì nữa. Chú chỉ chóng mặt thôi chứ không đau đầu thầy ạ. Đúng rồi. 9 giờ giờ gì các bạn? Giờ tí Từ thầy. 7 giờ tới 9 giờ là giờ thìn đó thầy ơi. Giờ của tí. Giờ của ti á, Giờ âm tí đại giờ âm. tràng, đại Giờ tràng chứ. của thìn. Giờ thìn. Giờ Năm đó giờ ngày tí. à, vị vị cơ vị của vị vị của vị ti của vị vị giờ thìn của là vị của vị. tô của vị đó. 9 giờ là giờ của vị và Đúng rồi, của ti, hai cái đấy. vị. Do bệnh trong dây rồi bị đau đầu. Các bạn xem 9 giờ đi. Đúng 9 giờ là giờ gì? Vị ạ. Giờ thân Giờ giờ quốc thiên đây. vị. Cứ từ khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ gì đấy thầy ạ. À, 9 giờ đến 10 Gì giờ là là kinh giờ vậy? của tây. Giờ của tây. Gì là kinh vậy? Nó nằm ở kinh nào? Tây này. Kinh vị. Đâu rồi thầy, đâu rồi? Bây giờ 9 giờ. Em mời chào thầy một. Em là thầy nhá. Rồi chào chị. Như vậy là 9 giờ cho đến 11 giờ. Em đi đây. Em chào thầy, chào giờ cả nhà lớp gì? ạ. Này, Giờ em học thiên. Vương Quốc. Rồi xin chào. Chào Giờ thầy. thịt mà được kính nào? Nói được kính nào? Vị. Nó là tây. Tây vị. Từ 9 giờ cho đến 11 là giờ tây. Như vậy là ta xem cái gì? Việt 37. Vậy là ta tránh. Sao ta không ấn là 37, 40? Để ta tới cái giờ đó thì nó sẽ mở cửa, nó sẽ thông thương. Chị Nhâm nhớ ha, các bạn nhớ chưa? Vâng ạ. Rồi rồi.
Bây giờ tôi nói lại cho các bạn nghe để các bạn nắm. Tôi sẽ chụp, tôi gửi cho các bạn vô cái Messenger, rồi các bạn ghi. Bây giờ phế nó là từ 3 giờ cho đến 5 giờ sáng là giờ có phế là phổi. Các bạn thôi ghi đi. Rồi số 3, 61 và 13. Khi mà tới cái giờ này nó bị thì chúng ta ấn số 3, 61 và số 3 là tới cái giờ đó rồi nó không đau nữa. Đâu lại em chưa chắc được. Từ 5 giờ đến 7 giờ là giờ của đại trường, tức là của cuộc già. Thì cuộc già 38, 19, 38, 19. Giờ có vị từ 7 giờ đi đến 9 giờ là bao tử. Là 39, 64, 121, 39, 42, 64, 121. Giờ tỳ tức là 9 giờ đến 11 giờ trưa. Giờ tỳ thì 9 giờ đến 11 giờ trưa, tức là giờ tỵ đó, là 37, 40 là chị đau nằm ở cái dạng là của giờ tỵ. Thì giờ tỵ thì trước khi xong rồi tôi nói tiếp ha, rồi các bạn cứ ghi, các bạn phải nắm được, phải trận cử được những số huyệt này, số huyệt trận cử. Các bạn chấm xong rồi các bạn chấm vô đi. Rồi mời giờ nó không có đâu. Nói chuyện qua giờ khác tính sao, chúng tôi phân tích sao. Từ 11 giờ cho đến 1 giờ là giờ ngọ. Từ 11 giờ cho đến 1 giờ là giờ ngọ. Số 3, 29, 61, 103. Số 3, 269, 61, 106. Trừ 1 giờ, 93 giờ là giờ của đại trường. Là giờ của đại trường. Ủa, xin lỗi, là của tiểu trường, chứ đại trường nãy là 5 giờ đến 3 giờ, 5 giờ đó, sáng đó. Tiểu trường là từ 1 giờ đến 3 giờ chiều đó, là 22, 127. Tiểu trường, tức là cuộc non đó, là 11, 1 giờ cho đến 3 giờ chiều, để giờ mùi đó. Từ 22, 127. Bạn Quang, bộ là bóng đá đó, tức là 3 giờ cho đến 5 giờ chiều, đó là giờ thân. Giờ thân là nguyệt của nó là 87, 85, 87, 85. Từ 5 giờ đến 7 giờ tối, tức là giờ dậu, là con gà. Nguyệt của nó là 0, 300, 45, 17. 0, 300, 45, 17.
Đường Kinh Tam Bảo là từ 7 giờ cho đến 9 giờ tối á, giờ tức thì nguyệt là 60 59, 60 59. Cái đường kinh tam tiêu, đường kinh tam tiêu từ 9 giờ cho đến 11 giờ nguyệt của nó là 290 và 235, 290 và 235. Đổm tức là mật đó, từ 11 giờ cho đến 1 giờ là giờ tí, là con chuột. Đổm từ 11 giờ cho đến 1 giờ giờ tí, 41 124. Cứ nguyệt của đó 41 124. Trái can là gan, từ 1 giờ cho đến 3 giờ sáng số nguyệt của nó là 50 423. Phần này tôi nói thêm, con số 23 ở bên trái ha, bên phải ha, là hỗ trợ cho gan. Con số 124 với 1423 ở bên trái là hỗ trợ cho tỳ và vị. Các bạn nhớ mấy cái ghi chú ấy đó, để các bạn nhờ nhẩm số nguyệt trên để hỗ trợ để quản tiếp xúc. Như vậy là trong 12 con giáp thì ta có 24 giờ. Tí Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi, tức là có 12 con giáp đại diện cho mỗi một con giáp, đại diện cho 2 giờ, duy trì được 2 giờ. Rồi các bạn nhớ cái câu này ha, tôi uống miếng nước rồi tôi vừa nói tiếp các bạn ha. Bác Vân ơi, bác Vân, ơi gì đây? Em hỏi cái giờ từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều là giờ của cái gì á? Giờ ngọ ạ. Ngọ nhưng là giờ của cái gì? Tâm. Tâm, tâm là tim đấy. Tim, tim. Thế là 329 hay là 269 hả chị? 269. 269 là 3. 29 chứ. 3, em cộng 29. 106 đầu tiên là thầy đọc 103 nhưng đến sau thầy đọc 106 thôi. Vâng, nhưng mà cái nào chị? Chắc là 269. Cái tâm thầy, thầy đọc lại tâm thầy. Ngọ ấy, giờ ngọ thầy. Giờ ngọ hả? Vâng. Đấy. 3 269. Giờ đó là cái tâm. Là 3, số 3, 269, 61, 106, tức là tim đó. Vâng ạ. Cảm ơn thầy, không có 29 thấy chưa? Ai đọc 29 là sai. 269. 269. 3, 269, 61, 106.
Cái này mới hay nè. Cái chuyện ghi trong cái não tôi ha. Hoặc là các bạn ghi chú đi. Sách thì không ghi đâu, mà các bạn ghi vô, tôi nói cho các bạn ghi. Tôi nói về thí dụ. Các bạn chấm phế, thường thường phổi yếu. Thì thường thường phổi yếu thì dứt khoát là 3 giờ đến 5 giờ xíu phát phải ho. Giờ đó, giờ phổi xả khí độc ra. Phải yếu quá thì đó là tới giờ đó ho. Như vậy là các bạn chấm bằng ngày của phế yếu. Thì khi mà kết thúc ha, các bạn nhớ khi mà kết thúc một quy trình mình đã chấm rồi thì mình chấm số 3, 61, số 13 xong nghỉ. Cho nên rồi xong rồi các bạn không được chấm bất cứ cái gì nữa, là nghỉ luôn đó. Dù người ta có kêu các bạn chấm thì các bạn cũng không chấm nữa, vì các bạn giống như cái đồng hồ báo thức mà các bạn đã báo rồi, các bạn đã báo thức rồi. Tới cái giờ đó thì ba số nguyệt này sẽ làm việc với phế, bởi vì ba cái này là phế, 61 cũng là phế, số 3 cũng là phế, 13 cũng là phế. Tới giờ đó thì nó sẽ giúp cho cái phổi được lưu thông. Nếu mà các bạn chấm thêm thì cái số này nó sẽ xóa đi, thì các bạn vẫn ho bình thường. Các bạn về bắt đầu nghiên cứu đi. Thưa thầy em hỏi ạ. Chúc cơ ha, hỏi chị. Không, em hỏi cái câu thầy vừa ấy là, tại vì ví dụ như là thầy bảo là chấm, ví dụ như là em chấm vào phế thì em buổi sáng buổi trưa thì em chấm xong em kết thúc bằng 3 nguyệt là 3, 6 và 13 xong thôi, là không làm bất cứ một cái gì nữa. Vậy đến chiều em làm các đồ khác có được không ạ? Được. Nhưng mà thời điểm đó chị đừng có chấm gì nữa. Vâng ạ. Chiều chị làm việc bình thường, bởi vì lúc đó nó lâu rồi. Vâng ạ. Còn chị chấm liên tục đó là cái số đó không lâu, não nó không lâu được. Dạ, vâng ạ, em cảm ơn thầy. Chị có hiểu cho giờ trong lớp ai hiểu không nè? Không hiểu này là sao đi? Cũng như cái chuyện nhâm, chị chấm, tại sao tới cái giờ nó bị? Đúng rồi, giờ đó nó bị. Bây giờ hồi nãy là 9 giờ, 9 giờ sáng, tức là giờ của tỳ. Mà nó là kinh tỳ, mà giờ nó giờ tỳ. Giờ đó giờ cố gắng, tức là giờ tỳ. Như vậy giờ tỳ, giờ đó khi mà chị chấm, không biết chị tối chấm, chiều chấm, chưa chấm, tôi không biết. Khi mà chị kết thúc một cái bộ việc chị chấm rồi, ông đó rồi, nhức đầu, đau đầu á, thì chị đi cuối cùng là đi 37, 40. Thì ba cái việc này, hai cái việc này dứt khoát là nó đau, đau kinh lắm. Chấm cho nó hết đau đi. Rồi tới cái mơi, tới cái 9 giờ đó, cho đến 11 giờ, không có đâu. Thưa thầy, em chấm cho chú là bộ đường máu lên não mới thông nghẽn nghẹt, mới lại bộ chóng mặt đấy thầy ạ. Thế thì chú ấy về, chú đến độ khoảng 9, 10 giờ, 11 giờ thì chú bảo nó lại phản phất một tí. Thế là em bảo là chú bảo là chú đi làm, thế là đến sáng ngày mai chú lại bị thầy ạ. Thế thì em chấm cái bộ tiền đình thì có được không thầy? Đó. Thì tôi nói chị đó, chú đó là chiếu chú là gối lộn tiền đình, mà gối ở được kinh nào thì có phải được kinh tỳ không? Vâng. Như vậy là tỳ là giật quá, đưa máu và khí đi nuôi não, mà bây giờ tỳ nó không giật quá được thì nó tới cái giờ đó là ổng yếu rồi, mà ngày nào tới giờ đó cũng yếu chứ. Như vậy là mình khôi phục là tiến tỳ đi. Ẩn bạch nè. Vâng.
Tông tông nè. Chị đi đường kinh tế đi. Chị đi đường kinh tế. Bây giờ chị đi đường kinh tế. Là ok, xong rồi. Khi mà chị nghỉ, chị chấm có lòng thiệt định, nó là có lòng thiệt do được kinh tế rồi. Bây giờ khẳng định trong 9 giờ đó là được kinh tế quản lý mà. Anh không có đổ cho thằng kinh nào hết trơn á, mà anh đổi cho kinh tì là dứt khoát là ok. Vì là cái giờ đó là cái giờ của anh mà, chứ đâu phải giờ của người khác đâu. Không phải giờ kinh can mà không phải giờ kinh thận nữa, thì mấy ông đâu có làm gì trong cái 9 giờ của anh đâu, mà chỉ do cái cơ quan nội tạng của đường kinh tì nó bị yếu thôi, tì bị yếu thôi, nó mới sinh ra đau đầu của anh. Vì là khí và huyết không thông thông thì chúng ta cần khai thông kinh tỳ. Khi chấm gói loạn tiền hình xong rồi, ta khai đông được kinh tỳ, chấm huyệt này lưu kim, giữ cái huyệt này hết đau, qua 9 giờ ngày mai không đau nữa. Có gì mai chị chấm rồi, mai chị tối mai Hồng Nhân chuyển cho báo cáo ha. Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Em tâm đắc này em chỉ sửa cho mỗi chú em thôi ạ. Còn bản thân em thì từ ngày em học thầy giờ này em các bệnh trong người em là em cảm thấy rất là khỏe. Nhưng em cũng chưa có gì để cảm ơn thầy. Hôm nay em cảm tạ thầy rất nhiều. Rồi cảm ơn vậy được rồi ha. Chị cảm ơn là bằng cách trả trị bệnh cho người khác được rồi, cảm ơn rồi đó. Vâng ạ, em cảm ơn thầy với cháu rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn thầy. Rồi các bạn nhớ em, tất cả các đường kinh khác cũng được vậy, mà tất cả các loại bệnh nhé, nó theo cái quy luật thì ta đều chấm các công việc đó theo quy luật. 9 giờ nó là quy luật, 12 giờ nó là quy luật của 12 giờ, 12 giờ nó là gì, nó được kinh đỡ. Mà nếu mà từ 1 giờ đến 3 giờ là được kinh can, anh không nói được kinh nào khác, anh chỉ nói được kinh can. Như vậy là ta, nếu mình chấm gan thì cuối khi kết thúc một cái quy trình ta chấm rồi thì ta chấm 50 423. Cho nên cái số này các bạn phải thuộc, nếu không thuộc dán ở đâu, dán ở chỗ và làm việc của các bạn, chấm trị bệnh của các bạn. Khi mà kết thúc rồi chấm đó thôi, về anh có xin thêm một bệnh nữa tôi không cho, vì chúng ta đã phá được rồi, có gì chiều lại quên tiếp bộ việc khác, hiểu chưa? Ai không hiểu thì hỏi nè, bộ này quan trọng lắm em, bộ này tương đương với bộ thoát á, nó hay hơn bộ thoát, nó tương đương bộ thoát á, chạy vòng vòng tôi khó cái chạy ra. Còn cái ông này ta chặn đúng đứng, tôi nhớ từ nhiều lời cái chặn này. Các bạn còn nhớ lưu ý tôi thêm một cái điều này nữa. Bây giờ 11 giờ. Cũng như chị này nè. Bây giờ á, cái đường kinh tế của chị là bơi đúng 9 giờ cho đến 11 giờ phải có cơn đau. Của chị Nhâm á. Nhưng mà chị mà bơi cái giờ nó không có đau đâu. Tôi khẳng định điều bơi nó không có đau. Nên chậm đứng hết chuyện đâu. Có khi nó chạy xuống, nó chuyển xuống là 1 giờ 9-3 giờ chiều thì giờ tiểu trường. Như vậy là ta căn cứ về tiểu trường, ta chơi tiểu trường nữa. Tiểu trường qua ngày mai nó không đau tiểu trường nữa, mà nó nhảy xuống nó đau được kinh phế, tức là 3 giờ sáng 5 giờ sáng nó mới đau. Như vậy là phế, có vấn đề ha. Cứ lần lượt cái chạy tới đâu đến giờ nào ta xem cái bảng mình vừa rồi thì mình chấm là được. Cho nên trong cái phương pháp viện dẫn giờ đông y thì chúng ta phải nhớ cái giờ mới được. Một cái giờ là một cái chính xác nhất mà chúng ta cần phải lưu ý nhớ. Các bạn không nhớ thì các bạn là sát ra ha. Cái nguyệt thoát mà cá không biết nữa thôi. Mà cái giờ của đường kinh nó đi mà giờ nào. Thì nó đi hết trơn vậy đó.
thì mình phải biết cái đường kinh nó đi đó ha. Rồi các bạn có hỏi gì trong trong cái nguyệt chặn không, tức ta gọi là giờ vượng của tạng và phủ. Rồi các bạn coi kiến gì không? Quân hỏi tiếp đi. Thầy, thầy hỏi. Thế là cái bảng vừa nãy là giờ vượng của các tạng phủ đấy hả thầy? Cứ chữa bệnh vào đúng vào bảng rồi. Vâng ạ. Đúng rồi. Thầy cho em hỏi thầy. Dạ. Thầy nói trước. Dạ xin lỗi. Thế đây các bạn ha. Các bạn mà học á thì các bạn hỏi sát cái bài ha, các bạn hỏi sát cái bài thì tôi trả lời nó lưu biết hơn, nó trung tâm hơn. Còn khi nào mà hỏi mà tự do thì có hỏi lung tung cũng được. Tôi sợ là các bạn chưa nắm và hỏi là cái vấn đề ngoài vấn đề các trình học á thì tôi sẽ trả lời nó khác trong cái giờ học, thì nó không có gom trong cái giờ đó. Thành ra thí dụ như là chúng ta cái giờ vượng thì ta hỏi trong giờ vượng, khi mà hết cái giờ vượng rồi hỏi tự do, hỏi thoải mái bất cứ gì bệnh gì cũng được. Rồi mời các chị tiếp, rồi mời chị ấy nhân lên. Dạ em hỏi chuyện khác cho nên anh chờ cho mấy người hỏi cho cái vượng trước. Các bạn hỏi đi. Bây giờ các bạn còn nắm được cái này chưa? Dạ được thôi. Không chị thì đơn rồi, còn mấy người khác? Cái chỗ anh Bình sao đây? Anh có gì không? Bình đây. Anh Bình Nghĩa An nè. Em nghe và học lại video thôi thầy ơi. Đúng rồi, không học video ha. Lúc rồi mình học video. Anh chỉ cần học cho tôi là cái cách lấy nguyện thôi. Nha. Dạ. Cái giám tuần một cho nó cách lấy nguyện cho nó dẫn rồi lúc đó mình nói chuyện được. Nha. Mình đã hỏi. Dạ. Thì tôi sẽ trả lời. Anh có thể vô trong cách lấy nguyện rồi xong rồi anh vô cái đồ hình phản chiếu. Rồi đồng ứng thì thấy đây bao nhiêu đó là mình chỉ bệnh được rồi. Gán mình ở miền quê mình cũng biết chút đỉnh, mình đem ra mình múa mình giúp đỡ cho những người nghèo ở xóm ha. Em thì phần đủ lắm mà chưa cho bản thân người ta thế. Đúng rồi, mình chữa mình trước đi anh, gán về sức khỏe của mình chữa cho mình trước đi. À dạ. Rồi các bạn còn trong 12 cái đường kinh này, cái bờ vượng của 12 cái đường kinh, như vậy là các bạn nào không hiểu thì chúng ta hỏi liền đi ha, coi chúng ta khác rồi không có cơ hội để hỏi nữa, lỡ mai mốt mà hỏi lại con nó kỳ lắm, giảng là một lần giảng nó rất là khó, mà chúng ta cần phải nắm chân thật là chắc. Anh Ái có nắm được không nào? Anh Ái, anh Dung nè nha. Rồi cô Trang nè, cô mấy câu hỏi nhanh nhanh đi. Cô Phương này có hiểu không? Cô Phương này có hiểu cái giờ vượng không? Anh An có họ hiểu được cái giờ vượng không anh An ơi? Anh An, An Giang nè. Anh An, An ở An Giang nè.
Dạ chào thầy, em mới vào lớp mà nãy giờ em mới vào lớp thầy. Rồi mới tới qua mới vô gì? Dạ. Rồi. Vậy là coi lại cái clip này ha. Ta coi lại cái giờ dưỡng này đi. Rồi các bạn bạn nào có hiểu được không? Rồi cô anh Hải nè, anh Hải ơi, phát biểu anh Hải. Rồi tới dạ, anh Vàng ha. Dạ biết rồi, vui rồi thầy. Anh hiểu chưa? Dạ rồi. Hỏi ha, hiểu đi ha. Mai mốt gán chặn ha. Bệnh cái nào tới, không nhớ quên thôi, cái nào quên là không nhớ thôi chứ. Dạ thì nhớ. Dạ. Cái gì mình ghi cái mình coi lại anh ha. Dạ. Cô Ngọc Dung hiểu không? Cuốn tập cái sổ tay với cái viết dùng. Cô Ngọc Dung hiểu cái giờ vựng mà cách mình chặn cử không? Dạ. Hiểu không? Hiểu là được rồi, hơi giọng là các bạn hiểu là tôi ok à. Rồi các bạn chị Nhân Ái hiểu hỏi gì chị? Chị Ái Canada này hỏi gì? Dạ, thưa thầy, em hồi trước em có hỏi thầy là trì cái mà mắc vì với là mắc cái đồ cái ngửi á, thì thầy nói là bấm huyệt 138 là nó đại diện cho mũi hết đau, và 235 là nó đại diện cho cái vì, tức là cái lưỡi á, rồi em làm đồng ứng phản chiếu. Nhưng mà em chỉ hỏi thầy, em muốn hỏi thêm thầy là nếu mình đi đông y á thì có phải là mình bốc huyệt nghinh hương là về cái tỳ mà mũi mắc mùi, và mình đi đường tinh phế, tại vì phế nó mũi thì liên quan với phế, còn về lưỡi á thì nó liên quan tới cái đường kinh vị, tại vì cái nhắm đồ ăn thì vị thì lại làm huyệt túc tâm lý với lại là đi đường kinh tâm, phải không thầy? Tại vì đường kinh tim nó phải coi như là nó gọi là gì, nó đưa qua lưỡi, thì em không biết là như vậy, lý luận như vậy có đúng chưa hay là thầy? Rồi vị là lưỡi, cái vị là lưỡi, lưỡi là kinh tỳ, nó tỳ chứ không phải tâm thôi nghe. Tỳ tâm là chỉ vô cái tỳ kinh tâm đi, chỉ vô kinh tỳ kinh tâm kinh phế, bởi vì ba đường kinh này nó có liên quan nhau. Cho nên nó không có liên quan với đường kinh thận mà với đường kinh can, mà tỳ này, cái lúc này cái lưỡi này nó có liên quan đến tỳ và tâm và phế, chứ không phải là thằng nào nó cũng có liên quan. Có những cái loại cái bệnh mà các bạn không cần phải đi tỳ, đi can, đi thận nha. Cũng như cái trường hợp của chị là không cần phải đi can và bị thận, vì nó có đâu có liên quan không. Như vậy là nó có liên quan với đường mạch. Nó liên quan với tỳ với tâm dịch với phế, chị đi này. Nhất là chị đi cho cái lưỡi á. Cái lưỡi ở bàn chân. Cái lưỡi ở 1312, cái lưỡi 179 và cái lưỡi ngón tay này. Chị cắm rất là đau. Nhưng mà cái nằm mà cái nguyệt chỗ 235, cái nguyệt này chỉ chấm đúng nó đau lắm. Mà nếu mà lâu năm thì chỉ chấm nó hơi lâu quá, có cần mấy phút nó mới hết vô đau, mà nó đau nhất chịu không nổi. Chị chấm nhẹ thôi, cần thiết chị chấm cái nhà ngày cứu á, chị hơi 235. Tôi thành công rất là nhiều cái chuyện mà ăn không ho, không biết không gì. Cái thằng này nó rất là ảnh hưởng. Nếu chúng ta không trị kịp thời, sau này chúng ta cũng già, bây giờ không già cũng gì nữa. Thằng này với thằng mất mùi á, sau này ta cho ăn phân thì cũng ăn đó. Ăn nhiều cái xác chết cũng ăn nè.
bây giờ chứ không biết mùi thối gì như thế nào, cho nên rất là nguy hiểm. Mà cái này thì chuyện dễ rồi, mất mùi thì các bạn có 138, có nghìn hương, các bạn đi bên chân Nguyệt đó thì nó hết nha, nó hay lắm. Cái việc là hai việc đó chị hai cái bệnh hay lắm. Rồi mất mùi trong này có ai có cần hỏi thêm cái vụ mất mùi nữa không? Dạ có, em hỏi luôn, nhờ thầy cho luôn bộ cái bộ vị hoặc là cái phác đồ đấy cho em được không? Bộ gì? Cái bộ mũi mũi mất mùi của anh bạn em ấy hỏi, mà em cứ đợi để hỏi thầy mà cứ quên lửng đi. Các bạn nào có kinh nghiệm ví dụ mất mùi không? Các bạn có kinh nghiệm không? Em chưa có kinh nghiệm, nhưng mà em chữa theo thầy Hiên á, là trước tiên tại vì cái mũi mắc mùi này em không biết cái người kia là bị như thế nào, nhưng mà em là tại vì cái người đó sau 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 bị Covid á, sau khi bị Covid thì họ bị mắc cái mắc mùi và mắc mắc vị. Thì nếu mà mắc mùi thì đó, đánh sau phòng phản chiếu để mà cho nó tăng cái hệ đề kháng miễn dịch của mình lên, xong rồi đánh bột thăng. Rồi xong rồi giảm chất dịch để cho trục thấp cái dịch ở trong mũi ra. Rồi xong đi bồ vì mũi là 188, 106, 107, 108, 138 và 281. Cộng thêm 197 nữa, là tại vì 97 là khứu giác, thần kinh khứu giác. Rồi sau đó thì làm là hơi lăn vùng trán để khai thông mũi. Hơ lăn tất cả những gì thuộc về sống mũi, sống sống mũi, sườn mũi, tức là gì mà về mũi thì nó liên quan tới sống lưng chứ, sống lưng, sống mũi. Rồi hơ cái đầu nắm tay trái 30 giây. Phản chiếu đầu, tại vì trong cái mặt của mình thì có mũi, rồi hơ lăn đầu, rồi hơ lăn cổ gáy từ C2 tới C4. Tại vì những cái C đó nó ảnh hưởng lên đầu. Rồi cái vùng thầy khuyên thì nói là ở cái vùng mũi ở trong kia, không phải cái những mũi trong cái đồng ứng, là mũi ở chỗ cái bên cạnh của ngón tay cái này, với là bên cạnh của ngón chân cái, bên cạnh này là mũi. Không được ăn thịt gà, cá tanh và đồ đá lạnh, bia rượu đá lạnh uống nó không được trong lúc chờ thời gian chị bệnh, đúng không thầy? Chị có chị hết không? Dạ chưa chị, thầy mới 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 làm sơ đồ để người ta sắp tới, tại vì em suy nghĩ trước rồi làm xong, cho nên là em chưa có làm, em mới suy nghĩ để người ta sẽ tới làm. Thầy ơi, em xin chia sẻ cái mất mùi ạ. Em có một bệnh nhân là bị viêm xoang mất mùi mấy năm nay. Nhưng em theo góc độ của thầy thì rửa cái xoang ấy, em hơ kỷ huyệt 38 và nghênh hương thì chỉ có 2 lần là người ta nghe được. Và đến bây giờ là được bây giờ là được 3-4 tháng là người ta không bị lại. Dạ em xin hết ạ. Anh nào mới hỏi đó? Dạ em ơi. Anh Long không? Anh Long không? Long. Anh Trường à? Trường Trường hả? Trường hả? Anh nghe cái cô ấy nói lại cái, rồi tôi bổ sung cho. À dạ em có một người á, thì người mở của em á là bị viêm xoang, mất mùi 3-4 năm nay rồi không nghe mùi vị gì. Thì em học của thầy á thì em xoang thì em không có bấm huyệt nhiều, mà em chỉ hơ và đánh các cái vùng xoang thôi. Thì em hơ kỹ các vùng xoang xong rồi em hơ huyệt 38, em hơ minh hương, thì em 138 chứ 138 ở mang tai ấy.
xong thì em chỉ hơi hai huyệt đốt kỷ, thì cái mùi thì em chỉ làm hai lần, thì người đó nghe mùi lại và đến bây giờ là được 4 tháng người đó vẫn chưa bị lại. Thầy cảm ơn. Dạ. Phải bổ sung thêm. Bài cái bài này tôi thành công ở đầu tiên nhất là Vũng Tàu cách đây hơn 10 năm. Hơn 10 năm. Tôi chỉ ấn hơn 138 mà thôi. Không hơn gì khác. Mà phải ấn hơn. Dây khoảng chừng 1-2 phút gì đó. Với cái điều kiện là cái 138 không còn đau nữa. Thì cái này ta có hai cái pháp đồ. Một pháp đồ thứ nhất là ta dây ấn lần hơ ấn 138. Pháp đồ là pháp đồ thứ nhất. Yeah. Pháp đồ thứ hai là 34, 290, 156, 100 và 3 con số 5. Thì pháp này thì tôi không có làm, bởi vì tôi làm có một con nguyệt 138 hết rồi thôi, không làm. Trên pháp đồ thứ hai tôi không sử dụng. Quan trọng là như cái câu văn ngày nãy, vâng như này, chúng ta xác định, trước nhất là ta xác định nó là so cái mức mùi này do cái gì gây ra cái đó. Đó, điều đó là quan trọng. Cho nên cô xác định nó là diêm son thì chúng ta không phải diêm son cái đó, ta phải diêm son đó. Diêm son gây gác mùi chỉ là cái gốc của nó là do diêm son. Như vậy là ta trị diêm son, ta trị nó cái hết liền. Còn cái anh này ở nào không có diêm son mà anh tự nhiên bốc mùi thì chúng ta trị bốc mùi mà thôi. Người thì bình thường không có gì. Cho nên chúng ta phải tìm cái gốc trước của nó, cái triệu chứng trước của nó. Xong rồi cái triệu chứng ở trước của nó đang gây bệnh, tức là viêm son mãn tính lâu ngày nó làm cho mất mùi. Thì chúng ta trị viêm son rồi ta trị mất mùi là ok thôi. Thì nó hết lâu thôi chứ. Cái thật ra mà kêu chị mất mùi á thì giúp hết rồi. Nếu ta không chị dịp xong thì cái gốc đó là gốc viêm son. Rồi, trở về đó. Hay như vậy là nếu mà bị Covid á, mà hậu Covid dạ. Thì mình trì tăng cường tính miễn nhiễm, tính đề kháng, rồi mình trì vô cái mất mùi hả thầy? Tại cái gốc của nó là hậu Covid. Mùi có khi đó lúc đó là do gì? Nó có cái dạng viêm son hay không trước của nó thì... Cho nên mình phải coi cái nó trong cái phạm vi lỗ tai, cái phạm vi cái mũi, cái mũi là đa số là do phế rồi. Cho nên các bạn chị cái viêm son này là chính xác rồi, đa số cái nào á nó thuộc về cái đường kinh nào thì ta nên giải quyết cái đường kinh đó ha, và những cái đường kinh có liên quan thì ta phụ trợ thêm, thì nó mới hết được. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn các chị. Chào chúc anh Trường thành công ha, hy vọng là thành công đó. Dạ, cảm ơn. Rồi cảm ơn cô Vân hả. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Từ ngày học thầy. À cô Vân. Dạ. Rồi. Rồi em cảm ơn thầy. Cố gắng đi, nhớ phân tích về cho thầy bớt, cái khỏe cho bớt nói chuyện nhiều, thầy nói chuyện rất nhiều quá. Thầy em quay chuyện ạ. Rồi. Chị Vân. Quý vị chị. Vâng, thầy ơi, em có đứa cháu mà nó bị cận thị thì chữa thế nào thầy?
Cô ăn chữa sao cô ăn? Dạ. Không không? Các bạn nào chữa cận thị đi coi. Cận thị. Rồi các bạn ghi đi, các bạn không trả lời thì tôi sẽ ghi cho các bạn. Các bạn vô thông có nghe. Các bạn vô 34. Số số 1 127 số 6. Rồi các bạn đi phản chiếu về sẽ của mắt. Hồi mốt khi mà tôi cho các bộ nguyệt của các bạn xong rồi tôi nói đi phản chiếu thì các bạn đi phản chiếu đi. Vâng ạ. Vì các bạn phản chiếu mà mỗi người nào cũng hỏi cho thì nó khó. Một cái phản chiếu nó có cái con mắt của chúng ta nó có 36 cái con mắt phản chiếu rồi, 36 chỗ rồi, cho nên các bạn phải vô cái chỗ mà phản chiếu con mắt mà tôi đã phản chiếu qua đông y và phản chiếu của viện chẩn luôn thì nó gần 40 con mắt, 40 con mắt. Mà nếu mà trong đúng của cho nó viện chẩn với đồng y thì nó tới 72 con mắt rồi. Thì trước mắt thì các bạn học trong cái nhóm này bị gì, mỗi một cái khoang này đều là con mắt, khoang này đều con mắt. Trong bàn tay thì chúng ta là có 20 con mắt này. Rồi mắt cái đầu gối, mắt sau lưng, rồi mắt trên đầu, mắt trên trán, rồi mắt bằng tay, mắt bằng chân, còn mắt cùng âm, mắt cá, rồi mắt cổ tay, nó đủ từ trên mắt. Rồi phản chiếu con mắt, rồi phản chiếu ở nhũ qua, các bạn nhớ tác đụng cho con mắt thì các bạn có giờ bảo làm quên cái nhũ qua. Vì cái miệng đó rất là mạnh đó trong mắt. Vâng. Mà con mắt quá là bệnh thì các bạn phải trị chỗ cái vú á các bạn. Làm gì? Vâng. Mà các bạn trị bị ung vú vậy, ung thư vú các bạn nghe, thì các bạn phải trị con mắt mới được. Các bạn trị con mắt còn hơn lăn con mắt, trị xong rồi chấm cái u tú của cái bộ bởi vì của vú của ung thư. Bữa nay tôi trị cho cái ung thư chị ở Long An, có chị Hami đây nè, chị có dẫn chị có ảnh do chị do đó cho chị, thì nói chung là ok đó. Thưa thầy, em thấy cho nên các bạn mắt rất tốt. Trị con mắt thì các bạn phải trị cái vú, mà cái trị ung thư ở vú mà hạch ở vú, viêm tuyến vú thì các bạn đều phải trị con mắt, trị con mắt cá. Chỉ có hai cái chỗ đó thôi là các bạn đã ok rồi. Thưa thầy, có phải thêm bộ vị con số nào nữa không ạ? Không, mấy số thôi, không cần số nhiều đâu. Bây giờ chúng ta xác định cho các bạn không đi số nhiều, mà cho chúng ta phải đi phản chiếu nhiều, vừa nhanh vừa gọn và nhiều hiệu quả rất là cao. Trong lúc như vậy á, ta chỉ đi các cái nguyệt mà thôi, đi những cái số nguyệt cần đi thì chúng ta đi, không cần phải ta bỏ. Em thấy thời đại 4.0 rồi, chúng ta không nên đi chậm được, đi chậm là chết. Mấy thầy nguyên tử không mà đụng cái này nó bắn banh vào lòng luôn á. Đi chậm không được đâu, phải đi nhanh. Đi nhanh phải hiệu quả, đi nhanh mà không hiệu quả không được đâu. Thưa thầy, những cái người mù mà thầy chưa lên coi như là những cái số để cho con mọi người cùng học ở thầy ơi. Cái gì? Thầy chưa mù ấy.
Em thấy thầy chữa rất giỏi. Từ không nhìn được mà coi như là mấy bé coi nhìn nhìn được. Nhìn rất giỏi. Mà chữa có mấy buổi nhé. Cái mù đó cả mấy chị chưa đủ tới cái chỗ đỉnh cao. Ngày mai chúng ta sẽ thảo luận, mai qua giờ dành chỉnh chúng ta thảo luận. Tôi cho các bạn thảo luận hai chữ: kỹ thuật và nghệ thuật. Các bạn hiểu về nghệ thuật và kỹ thuật như thế nào? Ngày mai giờ dành chỉnh chúng ta sẽ nói hai chữ đó: nghệ thuật và kỹ thuật. Chứ vậy là diện chỉnh chúng ta kỹ thuật hay là nghệ thuật? Do quan niệm của thầy Tổ. Như vậy là diện chỉnh chúng ta và đồng ý kết hợp với diện chỉnh mà tôi hướng dẫn các bạn. Nó là nghệ thuật hay là kỹ thuật? Ngày mai chúng ta phải phân khui, ta xé đó. Để tôi mở cái đường cho các bạn đi. Cho nó rộng hơn nếu chúng ta hiểu được nghệ thuật và kỹ thuật. Mà ta sẽ dành nguyên một gần nửa buổi, một giờ chúng ta nói về kỹ thuật và nghệ thuật. Thầy ơi, còn cần còn phải thêm số gì nữa không thầy? Đúng gì vậy? Chưa cận thị thì có phải thêm số gì nữa không ạ? Không, còn chỉ đi phản chiếu của mắt thôi. Dạ. Cái phản chiếu về đồng ứng chị có biết chưa? Dạ biết rồi ạ. Rồi biết là ok hả? À? Ừ. Chị đảm bảo đi, chị chuột chút xíu là đã hết rồi đó, mắt sáng rồi đó. Ừ. Nó sáng rồi mình phải nó rồi sau nó mờ lại, sáng rồi nó mờ, sáng rồi nó mờ lại, nhưng mà phải chị nó nhiều lần hả chị, chứ một hai lần nó không hết rồi chị. Vâng ạ. Em có hai đứa cháu nó đều cận nặng vậy, liền mấy điện thoại bỏ đi nó hết là cận hả? Là chị nó mới hết. Nó coi điện thoại đó chị. Dạ. Nó coi điện thoại quá lắm không? Thầy cho em hỏi. Phải kiêng đó, không được xem điện thoại. Thầy cho em hỏi ạ. Dạ hỏi đây nè. Vâng, thầy em 4 năm hôm nay em cứ bị ù tai. Thì em cũng làm theo cái clip của thầy. Nhưng mà cứ ngủ dậy là bị ù tai nặng. Cứ ngủ hoặc là ngủ lúc trưa nghỉ một tí thì cũng bị ù tai như nhẹ thôi. Mà mấy ngày hôm nay em làm theo clip của thầy là mà cứ ngủ dậy là bị ù tai. Thầy chỉ thêm cho em. Đến lúc, bây giờ tôi không biết. Tôi cái đó tôi không biết rồi. Bây giờ các bạn biết mà hướng dẫn cho chờ nãy đi. Các bạn nào biết không? Nói định các bạn nghe phải như vậy là cho cái gì mới được chứ. Các bạn xác định đó là cái gì, bệnh gì cái đã. Rồi chúng ta mới chỉ mới hết được ù tai. Thật yếu. Chị cứ xác định ai cái gì đó, xác định rồi cái bệnh đó ở cho thẳng. Thì chỉ bằng cách nào? Điều đó quan trọng là tôi nói thẳng. Còn chị kia thì nói can. Chị kia thì nói tì. Chị anh kia thì nói là có loạn tiền đình. Thì sinh ra là ù tai. Như vậy mà muốn nói được thì chúng ta phải đưa ra một câu đầu điều trị. Thì cái này nói nhiều quá rồi mà. Bây giờ chúng ta về các bạn á, bây giờ ta đi đến cái vấn. Đi vấn nè, tôi đi vấn cho các bạn xem nãy nè. Bây giờ anh bị cái này lâu chưa? Em bị cũng lâu lâu rồi, nhưng mà trước thì nhẹ, nhưng mà sau cái lần mà em bị mỏi tay thì thầy cứ bảo là đánh bộ tan máu bầm, sau đó thì gạch ở cái bán cầu ở bên phải. Tại đi, là, mẹ... tôi hỏi anh nè, chưa tôi vẫn hỏi đây thôi, để tôi đưa ra bắt đầu tôi xác định nó là cái gì cái đã. Yeah. Ha cũng em tôi khoảng... hỏi chưa có chị mà. Dạ cũng lâu bây lâu giờ rồi. Tôi không biết anh bây giờ anh hỏi tôi hỏi tới đâu trả lời tới đó. Yeah, các bạn xem tôi hỏi cho anh nói nè. Yeah. Tôi hỏi cái nào tới đâu cho đợi nói không chưa chị mà. Yeah. Coi như tôi không biết anh cái gì cho anh, bây giờ tôi hỏi nè, anh bị này ù tai lâu chưa?
được khoảng độ 8 tháng rồi. Mà trước khi nụ cây mấy tháng trước anh có chóng mặt không? Cũng có chóng mặt. Rồi, từ sau anh có nhức thái dương chưa? Có nhức thái dương ạ. Đó, vậy là chúng ta kết luận rồi. Chỉ có ba câu thôi, chúng ta xác định anh ấy là rối loạn tiền đình ở phía bán cầu tiểu não. Lâu ngày chúng ta không trị hết làm cho ù tai, vì máu đưa không vô cái ốc tai làm cho anh ù tai. Mà cái đầu tiên của anh là do chóng mặt. Không, bây giờ anh không còn chóng mặt nữa. Không. Cũng có còn ít ạ. Đúng rồi. Thỉnh thoảng. Hồi xưa nó mừ, bây giờ nó còn 3-4 thôi. Mà người ta tưởng đâu là chóng mặt của tôi đã giảm rồi. Xong rồi anh nhất cơ mới thấy dương thế nè. Thế dương, ông nói thì bây giờ tôi giờ tôi không còn chóng mặt nữa, bây giờ tôi còn nhất thế dương. Thì lại tăng lên tốc độ 2 rồi đó. Sau này nó không còn nhất cơ thế dương nữa mà không còn nhất chóng mặt anh nữa. Không, em mình nhất ở bên phía bên dưới chỗ óc này. Anh khỏi đó tôi cũng biết anh bị đó nữa. Bị gì đó là cái bán cầu tiểu não nằm ở đó. Người nào nhức đầu chóng mặt mà lăn qua lăn lại chóng mặt mà nhức thái dương, tức là cái bán cầu tiểu não này không đủ máu làm cho cái khu tiền đình của ta bị rối loạn đi, chúng ta bị chao đảo do cái ốc tai nó không đủ máu để nuôi ông tao. Ốc tai để ốc tai làm gì? Để cân bằng mọi tư thế đứng ở trên trái đất này. Nó giống như cái dây cá vậy. Một cái xong mình cắt cái dây tai cái nó rồi nó cái lật cửa lên liền. Nó lọt đâu có vững đâu, nó đâu cân bằng được. Cũng như cái ốc tai chúng ta, máu nó vô không vô được ốc tai này, nó làm cho cái tiền đình của ta nó bị loạn đi. Nó làm cho con người ta lắc qua lắc lại. Mà cái đầu của anh nằm xuống anh nhúc nhích cái nhà đảo đi luôn. Đó là do rối loạn tiền đình. Mà cái bài của này á, là chúng ta đã nói rằng rất là nhiều lần, giữa rối loạn tiền đình và rối loạn từ nguồn máu não, nó cũng là người rối loạn thiếu máu não hết. Một ông là thiếu bán cầu ở đại não, một ông thì thiếu bán cầu ở tiểu não rồi thôi. Như vậy là ta có hai cái mức độ riêng biệt để ta phát hiện trị đó. Như vậy của anh do nó vô cái lỗ tai nó là ù lỗ tai là thận của anh đã yếu rồi, thận yếu cũng sẽ ra bù tai, do thận dẫn máu về huyết khí đi không được, thiếu. Như vậy là cái ù tai của anh phải kèm theo thận. Như vậy là anh chị gối đâu từ đình 124-34-189 63-63 xong rồi ta đi phản chiếu gối lần đình, đi phản chiếu của can, của tỳ, của thận và của phế và của tâm là hết. Các gạch sơ sơ thôi, cần gạch nhiều đâu. Giờ ta đi chỗ mấy ngón tay nè. Chỗ này chỗ nè, cái ngón mà chữ ở dưới ha, các bạn nhớ ha, ai cũng rút là ở dưới ha. Con áp á là ở chỗ này ha, con đầu nhẫn á thì nó nằm ở trên này ha, mắt thứ hai ha. Nha. Ở giữa cũng mắt thứ hai ha. Rồi con ngón trỏ này cũng mắt thứ hai ha. Rồi anh xây dòng cái điện đình, anh ngay dòng cái lao cung. Vậy bớt một cốc tới hết à. Anh là chị giỏi lần thứ ngày thứ nhất buổi sáng lần, buổi chiều lần, ngày thứ hai lần, buổi sáng chiều hết rồi. Hết á. Còn nếu mà chị dở thì cho 3 ngày đó, cho anh 3 ngày không hết thì anh dở rồi. Hay học nữa ha. Vâng. Dạ, thằng đó cảm... nó dễ bị gây tai biến anh. Dạ. Anh mà không chị nơi dễ bị tai biến lắm. Dạ vâng. Cái chóng mặt anh đi coi chừng té, tí được anh khi mà tối thức dậy mà đi tiểu á, các bạn nhớ
các bạn tối mà đi khuya mà các bạn mới lỡ mà các bạn đi tiểu á thì các bạn cũng nên ngồi một chút, các bạn cào cái đầu một chút để cho khí và huyết lên đủ máu và các bạn đi bằng là có lợi. Các bạn không biết á, các bạn đi coi chừng té, đúng là não máu lên não nó không đủ đó, các bạn đi dễ bị chóng mặt chứ mà té đấy là có nhiều người chết ngay dọc đường từ chỗ nhà nhà phòng ngủ ra xuống tới cầu tiêu á, có khi người thì gục ở cầu tiêu luôn, cho nên các bạn nên thận trọng trong chủng giờ phút đó. Buổi sáng gì đó gấp gì thì ta ngồi thêm phút nữa đi, ta cào ở đầu á, ta cào rồi cho máu lưu thông. Bây giờ tôi nói các bạn, các bạn trả phòng người đi, các bạn thấy cái đầu của bạn lấy cái lược và chảy mà các bạn thấy nó đau, các bạn chấm bồ tao nó vòng rồi cho bạn thơ đi, thơ mà tao nắm lời hết ba bữa ở trên cái đầu còn còn đau thì không còn đau không còn gác thì máu lưu thông thì sao là tai biến được cái đời sờ đó. Cái này có cần thêm bộ mộ tan máu bầm không thầy? Có được đây. Dạ. Bây giờ trên cái đường đi á, nó có máu bầm tụ ra, tức là nó tụ trong cái đường trong cái kinh lạc Dạ. vết trong á, nó bị máu nó tụ á, lâu ngày mở á, cái là mở nó dính trong cái mặt máu á. Dạ. Thì mình cắm cho nó bung cái đó ra, là các bạn thấy là nó bung ra thì nó mình cắm thì nó bung thì dễ rồi thì nó có lực, còn nó để tự bung á thì nó bung thành một cái mảng 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 vậy, mảng to đó. Nếu để tự bung sao là nó đang đà nó bung, nó bung to thì nó trôi theo cái mạch máu nó trôi đi thì nó dễ bị tắc. Tới cái cua thì thường mấy cái mạch máu mà các bạn học trong cái viện dẫn mà mạch về lạc á, đường chính và đường phụ á, thì thường nó dễ bị tắc lắm, mấy cái keo co rồi nó dễ bị tắc lắm, thành ra máu nó không lưu thông được, nó dễ bị bể lắm. Nếu dễ bị bể máu, nhất là ở trên cái bán cầu ở dưới á, thì nó bể ở dưới thì liệt tay liệt chân, còn nếu mà nó nằm ở trên bán cầu đại não thì nó bể kia thì nó gây tai biến dễ chết người đó. Cho nên chúng ta cần phải chăm sóc cái mạch máu mình đây. Thế thầy cho em hỏi một chút này. Hỏi đi chị. Thầy cho em hỏi một chút này. Vâng. Cảm ơn thầy ơi, thầy. em nó bị đại tràng ấy, mười mấy năm rồi mà em chữa xong được cái viêm dạ dày và viêm đại tràng co thắt, mà em chữa được, em chữa cái đại tràng nó khỏi rồi. Em đi đường kinh phế, em đi đường kinh đại tràng, em đi nhâm nhâm mạch nhâm mạch kinh nhâm mạch nhâm, nhưng mà bây giờ trên cái mạch nhâm đi thầy, nó từ cái rốn mà đi lên cho đến 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 thượng quản, nó còn rất là cứng mà nó co thắt, mà khi em sờ tay vào nó vẫn còn đập co thắt, thì thầy giảng thêm cho em là nó bị làm sao mà nó vẫn còn co thắt như thế mà nó vẫn còn đập thầy ạ. Nhưng mà cái đại tràng của em thì nó không còn co thắt nữa mà nó êm rồi. Bây giờ em chỉ còn từ cái rốn mà em đi lên khoảng độ 4 phân cho đến thượng quản thì nó vẫn còn cứng, và nó em sờ vào thì nó đập, trước nó đập rất là mạnh, thế nhưng bây giờ nó còn hơi đập đập nhẹ nhẹ nhưng mà nó vẫn còn cứng một chút thầy ạ. Nó cái đó là nó cứng lắm, nó cứng khó chịu lắm. Vâng ạ. Các bạn do các bạn không có nghe, cái khi nó là nằm ở đường kinh, nó là đường kinh gì? Nó ở trên trên mạch nhâm thầy ạ. Nó mình nhâm rồi Em nhưng mà cho đường kinh gì? Đường kinh gì? Nó là đường kinh tam tiêu, đúng chưa? Đúng rồi, như vậy là cái đường kinh cái vùng thượng tiêu nó bị bế tắc đi, nó làm cho cái cục cứng ở từ chỗ chỗ từ thường là chỗ khí ức á,
nó lên trong cái đảng trung á, cái vùng thượng vị á, thì nó hay bị cứng và đau đó, tức ngực hay bị khó thở. Như vậy là chúng ta phải đi cái đường kinh tâm tiêu. Mà các bạn nhớ là đi đường kinh tâm tiêu thì các bạn biết rồi, nó là phụ trách khí và nước dẫn đó. Mà cái đập nó bị đắp rồi đó, rồi không qua không được. Bây giờ cái nhiệm vụ là ta khai thông và đi cái đường kinh tâm tiêu. Đường kinh tâm tiêu thì các bạn biết, tôi cho cái số huyệt của bạn rồi, là 100, 235, 29, 53, 290, 16. Đó là đường kinh tâm tiêu đó. Rồi xong rồi, bây giờ cho đó nó tắt là thấy là do phế cô yếu rồi. Các bạn đã bị tiểu trường, đại trường thì dứt phát được kinh tiêu ảnh hưởng. Mà đường kinh đại trường nó ảnh hưởng thì dứt phát là do phế. Phế yếu lắm. Phế không dẫn khí được, để nó còn lưu giữ cái khí đó. Như vậy ta phục hồi phế là hết rồi. Rất là nhanh. Như vậy là còn một vụ nguyệt nữa mà chúng ta cần phải xử lý nó, là coi ông này, bà này thở lên dễ hay là thở xuống dễ. Đó, cái câu đó quan trọng. Nếu thở lên không được thì ta dùng khăn khí, nếu thở xuống được dùng giá khí, xong. Chứ còn nhiêu 5-10 giây à, là thở là vào, nếu đúng. Cho nên các bạn chỉ bất cứ một cái gì này, các bạn phải hỏi triệu chứng trước. Hỏi triệu chứng người ta mới tìm ra được cái nguyên gốc của nó. Cũng như chị, cái là một câu hỏi khó đó. Nếu mà người khác thì rất là khó đó. Cũng như anh ấy hỏi câu đó là khó, không phải là dễ đâu. Nếu chúng ta không tìm được nguyên nhân, không có lý luận mà không quan hệ với các đường kinh khác thì chúng ta không thể và không thể đưa ra một cái phác đồ chính xác được. Cho nên công tác hỏi vấn là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Rồi chi tiếp. Chị hỏi gì? Chị hỏi thầy ơi. Thí dụ như mình bị xuyển mà mình đánh cái huyệt thăng xỉn hàng, mình đánh người thăng rồi mình đánh người xỉn hàng á thầy, rồi xong cái mình mới đánh cái đánh tiếp là ba sáu cho cái mic vào gần mồm đi, không nghe cái gì hết á, nói nhỏ lắm. Đó em cũng nghe được cái chị thầy ơi, thầy thí dụ như mình bị hen suyễn, thí dụ như mình bị hen suyễn thì mình đánh cái huyệt bộ thăng xỉn hàng, mình đánh bộ thăng rồi mình đánh bộ xỉn, bộ xuyến hàng xong rồi mình mới đánh tới cái phần mà 361-13 hồi nãy thầy giảng phải không thầy? Cho mic vào gần trong miệng đi, nghe không được. Alo alo, thầy có nghe không? Thầy? Tôi nghe rồi, chị nghe rồi, nghe rồi, chị nghe rồi. Bây giờ cái sẵn hàng, cái sẵn nhiệt thì hỏi mình có nói kỹ rồi. Rồi. Chị sẵn hàng thì phải chỉ dừng nghe dừng. Không hiểu ở chỗ này nè thầy, không hiểu ở chỗ này nè thầy. Là khi mình đánh chị xong rồi mới đánh cái chỗ cái giờ dượng là 361-13 phải không thầy? Đúng rồi. Mình đánh cái xỉn hàng xong rồi cái mình mới đánh cái giờ dượng để mình chặn lại là 361-13 phải không thầy? Rồi chứ đúng rồi. Nói thật thường nó cái đó cái giờ vượng của nó. Chị xác định cái giờ nào nó bị thì 3 giờ đến 5 giờ khuya đó thầy. Đúng rồi, là phế rồi. Đúng rồi, chị vô cái phế là 361-13 đó. Rồi, đúng rồi đó. Mới hỏi gì không hiểu là hỏi thầy ngay chỗ đó đó. Chứ đúng rồi, đúng rồi, rồi, rồi. Đó đó. Dạ, chị đánh xỉn rồi, chị đánh bây giờ tới cái giờ đó nó ho, nó xỉn. À, nó khều khò khè, khò khè, chị đánh là 363. Nhớ là chị đánh lần sau. Đến 5 giờ hay là mình đánh bộ xỉn xong mình đánh luôn nó thầy. Mình đánh bộ xỉn xong. Đúng rồi, đánh 361-13 luôn. Đúng rồi. À. Bây giờ là ok, đúng rồi. Rồi xong rồi chị sao chị dán được cái huyệt đó. Chị dán cao được cái ba cái huyệt đó bằng cái salon bát thì chị đã ok nhất. À, hiểu rồi.
Mà các bạn nhớ cái xỉn á, là cái nào mà hàng á. Các bạn dán qua đêm là một trong những cái vô địch nhất. Tất cả những cái gì do hàng, các bạn chấm dán cao là vô địch nhất. Bây giờ dán cao qua một đêm thì nó giữ được bao nhiêu? Mỗi một lần dán vậy là nó giữ được 2 tiếng mấy, gần 3 tiếng. Cái độ ấm của cái huyệt đó giữ mức độ rất là lâu. Trong khi đó mình ấn, mình sức dầu nó chút xíu nó hết rồi. Còn cái dán hay lắm đó. Các bạn bơi nào, bơi bốt nào, các bạn dán tất cả các lò hàng, nhất là xiển, hay lắm. Chị dán đi, dán bộ nhiều xiển đi. Rồi, cho anh ăn, hỏi đi. Dạ, thưa thầy, là em có người người thân mà bị mắt bị cườm đá đó. Rồi em xem mấy cái video của thầy thì em cũng không có thấy cái video nào chị về cườm đá. Thì em cũng có học bên cái viện chứng của thầy, em tìm hiểu mấy cái bài liên quan đó. Thì em ra cái phác đồ gì thì không biết là nó có đúng không. Có gì nhờ thầy chỉ giúp thêm. Thì em ra cái phác đồ mà chị cườm đá, mắt bị cườm đá, để em vô có thông ngãn ngạt. Em vô cái bộ tan máu bầm, cái bộ tiêu u tiêu bú, rồi xong em đi bộ dị mắt. Rồi em phản chiếu, phản chiếu mắt trên trên trán, rồi trên mặt, ở sau gáy, rồi mắt cá tay, mắt cá chân, rồi đầu gối, rồi bàn tay. Em nhớ em thấy thầy chị phản chiếu mắt thì em xem vậy, rồi em phản chiếu mắt như như thầy làm. Thì cái bộ về cầm đá đâu nói coi, bộ về cầm đá nói coi. Em làm vô đầu tiên hết là em đi thông ngãn ngạt, rồi sau em đi tan máu bầm, rồi cái tới bộ tiêu u tiêu bú, rồi tới bộ vị của mắt. Bộ vị số mấy? Dạ, bộ vị của mắt trên 52 phác độ, em không nhớ chính xác, nhưng mà bộ vị của mắt nằm trong 52 phác độ của thầy tổ. Rồi các bạn ghi ha, bỏ ra đi. Còn tôi sẽ cho các bạn vào, các bạn chị cầm đá, cầm khô luôn. Cho nên cái cầm đá thì các bạn dễ trị rồi, hay là cứng. Còn cầm nước thì các bạn nên cẩn thận. Chấm thì ta không chấm, nhưng mà ta lăn thì cẩn thận, sợ nó bể, nó dễ bị mù mắt lắm. Bởi vì bác sĩ đa số là mổ còm còm nước á, thì có thể là mù khoảng gần 80%. Mổ 100 người có thể mù 80 người. Và chỉ có 2 người được gặp ông bác sĩ giỏi nhất, ông mở không mù thôi. Mình theo còn lại mổ đa số mù hết. Cho nên còm nước là rất là nguy hiểm. Ta không cần phải đi nhiều cái pháp đồ lắm đâu. Ta chỉ cần vô tiêu tôi bú rồi thôi. Xong người ta đi vô cái bộ vị. Bộ vị của nó là 324. 131. 41. 437. 235. 290, 184, 34, 34, 26, 199. 199 thì các bạn có người thì có thấy, có người thì không thấy 199. 199 thì nó nằm ở cái giữa 197 và 421, thì nó nằm ở trong giữa. Các bạn chia làm hai thì 199 nó nằm ở đây ha, nằm trên đây.
các bạn chia. Bây giờ trên trên cái đồ hình chúng ta có cái 421 và 197. Thì ta lấy hai cái nguyệt đó chia làm hai thì nó ra một số nguyệt 199. Sau đó ta gạch theo cái đồ hình của mắt. Sau đó ta gạch theo đồ hình của mắt. Thì trong Đông y thì nó có nguyệt là chí âm. Nó nằm ở cái gốc của ngón chân út phía ngoài, đó là đường kinh bằng quang. Đó là đường kinh bằng quang. Thì chỗ cái huyệt chí âm này á thì nó huyệt nó là đau. Thường thường tất cả những cái gì mà nó có vướng mắc ở cục nào đưa tắt cái trong cái tất cả đường kinh thì đa số thì nó sẽ cái huyệt chí âm này nó rất là đau. Thì cái huyệt chí âm này nó đau thì chúng ta đi theo cái đường kinh của kinh bằng quang thì ta coi nó tắt cái đường kinh nào thì ta sẽ tìm trị được kinh đó. Đường kinh bằng quang thì có nguyệt chi âm. Có nguyệt chi âm là nguyệt cả chỗ ngón chân út nằm ở phía ngoài đường kinh bằng quang. Thì các bạn sẽ chấm từ từ cái ngày nào các bạn có không á thì các bạn có thể chấm đường kinh bằng quang thì ta xem chỗ nguyệt chi âm đó nó có đau không. Chi âm này dứt khoát là trên đường kinh nào đó sẽ có một cái bế tắc. Vì là ta đi trên đường kinh bằng quang, ta xem từ cái nguyệt đại trì trị già xuống cái bằng quang du thì coi cái dạng đó, coi cái nào tắc, tâm kinh tắc hay là tâm kỳ phế tỳ 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 du rồi can du rồi tiêu người thẳng du tỳ du á rồi bằng quân du coi nó có thằng nào ta thì ta đi từ ta kiếm từ cái đó rồi ta mới kiếm ra cái nhánh của nó để coi ông nào tắt. Như vậy là chúng ta đi cồm nước thì chúng ta phải đi mấy cái việc trên, ta dò cái sinh việc trên chân này, ta dùng cái gai á, cái gai lăn đôi nhỏ ha, ta lăn trong, ta lăn ở trong ở ngoài cạnh mắt, lăn nhẹ trên trong mắt. Thì ta chỉ như vậy, cái bộ này tất cả những đa số con mắt, đa số là khỏi hết á. Không những các vị các bạn kỳ cộm mắt mà cánh vai của bạn cũng hết, cái ngực của bạn cũng hết, cái lưng của bạn cũng giảm, mà con mắt quần thâm của bạn cũng giảm và cái ngực của bạn cũng giảm. Bởi vì chỗ mấy khu vực này là khu vực nhạy cảm nhất, mà tất cả hệ thần kinh đều phản chiếu ở khu vực mắt này. Cho nên chúng ta tác động vào cái cổ mắt với điều kiện là nhẹ ha, đừng làm mạnh quá thì nó sẽ quyết rất là nhiều rồi, phải nói rất là nhiều bệnh. Trí cái ánh sáng luôn, không những mắt sáng mà trí sáng nữa. Thận hết, tỳ hết, can hết, phế hết. Sau này sẽ gửi cho các bạn một cái phản chiếu của Đông y về khu vực ở mắt. Thì có trên đó tất cả cái tạng thì nằm đó, khu vực mắt đó. Nó có thận, có can, có tỳ, có đổm, rồi có phế, có tâm, nằm ở khu vực này hết. Cho nên cái so mặt của dân chứng ấy, là so mặt mồm cái ổ mắt ấy, nó rất là hay. Sau này cái chương trình làm đẹp của tôi ấy, thì cũng có cái chương trình ngay chỗ ổ mắt ấy. Ta căng mặt, ta căng ổ mắt, ta làm vơi đi cái vết thâm ở mắt, rồi bọng mắt, rồi mắt quần thâm, rồi mắt con mắt mà bị nhăn thì ta cũng căng từ chỗ cái khu vực này ra và nhiều vấn đề chỗ khác.
Thì làm cho cái con mắt nó thẳng lên, cái chân mày nó căng lên, rồi cái trán nó còn nhăn nữa. Rồi anh An hiểu chưa? Cái bộ việc này các bạn ghi cái đầu đề của nó là trị tất cả cơm nước và cơm khô. Còn nếu các bạn xuống dòng, nếu các bạn bị nước mắt sống, chảy nước mắt sống, thì các bạn thêm 16, 195, 87 và 51, hay lắm. Tôi đảm bảo cho các bạn nước mắt sống của bạn cỡ nào và các bạn giảm chất dịch. Cái cầm khô á, thì chúng ta tiêu tô bú ha, mà còm nước mà chảy nước mắt sống thì ta giảm chất dịch. Như vậy là các bạn chảy nước mắt sống ào ào đó, các bạn giảm chất dịch 0 16 61, giảm chất dịch 0 16 61, 287. Rồi các bạn vô cái bộ vị của chảy nước sống, đứng liền. 16, 195, 87 và 51. Tôi đảm bảo các bạn là đứng liền. Các bạn hơ xin việc này, lăn hơ cái mắt hết liền. Lăn cầu gai lăn, ta lăn ở khắp mí mắt là nó mất 6 không gian. Rồi các bạn có ý kiến gì không? Bây giờ thôi các bạn khởi hỏi tôi hướng dẫn cho các bạn một cái có cái bệnh đau cổ gái, đau cổ, đau cổ gái ha. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn về đông y. Thì diễn chứng thì các bạn biết là đau cổ gái, thì các bạn vô bộ dịch của cổ gái. Đau thì đi vô đau, người vô cổ gái. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về đông y, tất cả những nguyệt đông y các bạn chấm. Bây giờ trước mắt thì tác xác định là đau cổ gái thì đau như thế nào? Đau cổ gái là một bệnh trong thời đại ngày nay thì chúng ta ai cũng có phải mắc bệnh đau cổ gái này. Cái bệnh này khiến cho ta cảm thấy đau có dùng cổ gái và cảm thấy mệt mỏi vô cùng, khó chịu. Nguyên nhân là có thể là do khi ta nằm ngủ mà bạn sử dụng chiếc gối nó quá cao, hay là cứng quá khiến cho cái cổ bị vẹo đi, làm cho kinh lạc cục bộ không được lưu thông, khí huyết thì vận hành không tốt, cho nên gây ra cái sự đau cổ gái. Hơn nữa nhiều công việc hàng ngày đòi hỏi chúng ta phải giải quyết, ta ngồi trên cái máy tính lâu ngày, nhiều giờ, nhiều tháng, mà ngồi lâu ở một cái tư thế, ở một tư thế mà tư thế đó luôn luôn tập trung vào màn hình để đáp ứng được cái công việc của bạn, cũng là một những nguyên nhân gây ra bệnh đau cổ gái, đau cổ, đau cổ gái. Như vậy là muốn khắc phục cái bệnh này mà không có để ra thì giờ chúng ta hạn chế ngồi trước máy tính lâu ngày quá quá giờ thì chúng ta nên xoay cổ, lắc cổ, rồi chà cổ, rồi xoay cổ tay, bẻ cổ chân, xoay cổ chân.
đó cũng là một phương pháp ta phòng ngừa. Còn nếu bị, còn nếu bị thì các bạn ghi vô, nếu bị thì chúng ta dùng dinh dưỡng xong rồi ta đi vô đông y, ta đi phong trì, ta đi phong trì, ta đi phong phổ, ta đi á môn, ta đi thiên trụ, tức là khu vực ở khúc sau này, khúc sau đây, ta trà đó, như là trên khu vực trên ta có bốn nguyệt, phong trì, thiên trụ, phong phủ và á môn. Các bạn bị các bạn đau đâu, nếu các bạn không kịp thời thì các bạn sẽ bị gối loạn tiền đình, cũng như anh nãy nãy chị sẽ bị gối loạn tiền đình. Ở dưới bãi vai thì ta có nguyệt là kiên tĩnh, đại trì và nguyệt kiên ngoại du nằm ở phía sau lưng đây, ngược sau lưng đây. Các bạn coi vô cái màn hình, cái hình này, các bạn sẽ thấy cái đó. Ở dưới cho bả vai thì ta có kiên tĩnh, ta có đại trì, ta có kiên ngoại du. Ở dưới cho cái bàn tay thì ta có lạc chẩm, ta có lạc chẩm. Ở dưới chỗ cái bàn chân thì ta có cái khung cổ, nó nằm ở ở đây, đây cái cổ nằm ở đây. Còn ở dưới chỗ này ta có đốt xương cùng, xương cùng nó là nếu quay lại thì nó là cổ. À, đây, nếu quay lại có đồ hình điều chỉnh thì cái đầu ở đây thì cổ sẽ nằm ở đây nha. Như vậy là ở cái chỗ này nó cũng là cái cổ. Như vậy là chú bằng chân này ta có ba cái cổ ha, có ba cái cổ, cổ gái ha, còn cổ họng thì nằm ở đây. Thì ta có cái dùng phản xạ nó nằm ở cái cổ mà chúng ta có chỉ đây, cổ đây. Các bạn có thể là ghi thêm, nếu mà cứng câu gái, nếu cứng câu gái, nếu cứ quán thì các nguyệt trên thì ta thêm cung lôn, ta thêm cung lôn, ta thêm hậu khê. Cung lôn thì nó nằm phía ngoài của mắt cá, và cái hậu khê thì các bạn nằm ở bàn tay tại đây. Còn nếu các bạn vẹo cổ gái, vẹo cổ gái thì các bạn thêm nguyệt là phế du, đốc du, phế du, đốc du và hợp cốc, và hợp cốc. Các bạn thêm cái nguyệt là quyền trung, khâu hư, quyền trung, khâu hư. Khâu hư thì nó nằm ở cái mắt cá phía trong á, đây. Côn lôn khâu hư, côn lôn thì nếu mà nằm ở phía ngoài đây, còn khâu hư thì nó nằm ở trong này đây.
Xong rồi các bạn đi đường kinh can là thái sung. Thái sung. Nếu vẹo cổ ha. Rồi các bạn, các bác giờ cái cổ thì chúng ta phải nhớ tất cả những việc, các bạn nào chưa ghi thì các bạn ghi không kịp thì các bạn nói hay nhắc lại ha. Ta đi tới tới giờ cổ thì thôi. Cái lúc thầy hỏi một ý ạ. Cái gì vậy? Em có một bà chị đấy, thì là khi mà em tác động hoặc là em hơ ở cái huyệt trường cường ấy thầy, thì nó rất là ngứa. Nó ngứa từ cái huyệt trường cường hoặc là từ bắt đầu từ L5 S1 mà ngứa xuống tận ngón chân luôn thầy ạ. Ngứa xuống tận khe chân, khe của các ngón chân. Thì cái trường hợp như thế thì nó là triệu chứng do đâu thì con xin hỏi thầy chỉ dẫn ạ. Cái trường cường nó là mạch đốc. Đó là mạch đốc. Như vậy là xem lại coi cái nội tiết tố của chị thì có vấn đề. Có. Có không? Có ạ. Tại vì là cái bệnh nhân ung thư mà hôm trước con kể đấy thầy, thì là do phải uống thuốc để ức chế nội tiết tố để cái kinh nguyệt nó không ra. Tại vì cái trường hợp bị ung thư vú đấy là do nó, nếu mà cái kinh nguyệt nó ra thì nó vẫn có thể cái tế bào ung thư nó vẫn sản sinh ra đây thầy, nên phải uống thuốc để ức chế nội tiết tố để kinh nguyệt nó không ra nữa thầy ạ. Nên ra là khi hơi sườn thường có thể thấy là chị ngứa hết cả dây thần kinh ở bên trong, ngứa xuống tận ngón chân luôn ạ. Con hơ và con tác động tay hoặc là con lấy máy con rung ấy, nó đều ngứa hết thầy ạ. Em có đoán được cái bệnh đó không? Dạ con không ạ. Con chưa làm cái trường hợp đấy bao giờ ạ. Hôm nay con hỏi ý kiến. Nhưng mà quan trọng là con có đoán được không? Cho nên các bạn đoán bệnh một cách rất là dễ. Tôi thấy không có gì khó nữa. Vì đoán bệnh nó nằm trong cái quy luật rồi. Nó vừa kỹ thuật mà nó vừa là nghệ thuật. Cách chống bệnh nó là anh ở cấp thấp thì anh đoán về kỹ thuật, còn anh ở cấp cao thì đoán về nghệ thuật. Như vậy là ở cái kỹ thuật thì cái vùng đó thì cái dùng gì cái đó, trường cường nó là dùng gì cái đó, quy lai nó là cái gì cái đó, trung cực nó là cái gì đó. Thì các bạn phải nói cái câu là tôi biết là trong cái nội tiết tố nó có vấn đề này. Chứ tại sao tao không trị nội tiết tố đi là nó hết rồi. Vâng ạ. Cái đụng tới cái trường cường bắt đầu ở trong kia nó quậy liền. Trong kia chuyển đi. Thì sẽ ra ngứa. Như vậy là tao tiếp tục làm bộ ngứa đi rồi tao vô nội tiết tố. Rồi tao hơi là hết rồi. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Con nhớ chưa? Dạ vâng. Vâng là vâng, là chuyện là bình thường. Có làm được hay không? Dạ. Vô nội tiết tố. Con làm con báo cáo thầy ạ. Dạ. Hả ừ. Con cảm cho ơn nên thầy. Các bạn nghiên cứu về cách đoán bệnh. Thôi thôi. Các em mà không đoán được cái bệnh như vậy ha. Em chỉ qua test mà có hết tôi thua liền. Biết đâu làm. Phải không? Thầy ơi cho em hỏi cái này em chia sẻ với thầy góp ý giùm em có một bệnh nhân thế này cũng nhiều bệnh lắm, nên mà tiêu hóa rồi là dạ dày rồi tiền đình chóng mặt thoái hóa đường xuống cổ, thì em nhìn cái cơ địa của người ta thì em thấy cơ thể người ta là bị
nhiệt. Thế em đi bấm bổ dáng, xong rồi em lấy nước đá cho người ta chườm tay, chườm chân, chườm một lúc rất lâu thì mới hết được cái rụt nóng. Thì em mới chườm cái mạch nhâm và mạch đốc. Em đi mạch đốc trước, mạch nhâm sau. Thì em chườm đá đi tới đâu là người ta đỏ rần lên hết. Em chườm hết cái mạch nhâm sang mạch mạch đốc sang mạch nhâm thì người ta ngứa, ngứa không chịu nổi, ngứa mà muốn bứt 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 thịt và quăng đi đấy, dục đi đấy. Thế xong lúc đó em cũng túng quá, em chả biết như thế nào, thế là em nghĩ chắc ngứa là do gan, tại vì em thấy cái nội tạng của chị này cũng bị rất nặng rồi. Thế là em mới vào bộ ngứa, thì em đi bộ gan, em đi đường kinh gan, em hơ cái tâm chất gan, tâm chất phế và tâm chất thận, thì người ta hết ngứa. Trong cái này không biết gì, bây giờ thì người ta hết, tới hôm nay thì cũng chưa bị lại, cũng chắc khoảng 2 tuần rồi đấy. Nhưng mà cái trường hợp này thì em chưa gặp bao giờ. Thì những người nó đỏ rần hết luôn, đỏ đỏ hết cả cái chỗ nào mà mình chườm đá lên hai bên cái đường kinh bằng quang nữa đấy. Em chườm chỉ ở giữa cột sống đường mạch đốc, nhưng mà nó đỏ rần lên hết hai đường kinh bằng quang ở trước bụng rồi, đỏ hết. Em chưa gặp bao giờ, em tính hỏi thầy mấy hôm rồi. Bây giờ em gặp rồi. Các bạn xem ha, các bạn thấy cái màu nó đỏ như như cái chỗ chỗ cơ quan này, nó cái màu nó như vậy nè, 2660 á, cái nền đỏ gì nè. Các bạn khi nào mà các bạn con người ta nó sốt giảm nhiều á, các bạn chấm bộ dáng xong rồi các bạn lấy cục đá kền lên, nguyên cái chỗ đó nó đỏ lòm luôn á. Cái nó không đỏ, nó không đỏ đâu, chứ đừng nói lấy đá vô nó đỏ, nó đỏ lòm nữa. Mà các bạn làm hồi cái hết đỏ hả? Các bạn thấy mình chỉ bệnh gì, nó có một cái hiện tượng gì lạ thì các bạn đừng sợ. Đừng sợ, vì cơ thể nó phản ứng rồi đó. Thì tiếp tục làm, chứ đâu có sợ. Trừ ra đau quá, mình chấm đau quá, mình đập nhẹ thôi. Nếu có phản ứng gì, cứ tiếp tục làm. Đâu chết đâu sợ. Nhiều người thấy làm hồi cho xỉu, trả đi cho thương luôn. Xỉu làm cho nên hết xỉu. Chết cho lâm sàng, làm cho hết chết cho lâm sàng thôi. Cho hồi ta tỉnh đi thôi. Cũng như em giờ làm hồi nãy, làm giờ ta đổ cho nó đỏ. Mình nó lại ngứa nữa, kể nó thôi. Ta ngứa cho mình ngứa đâu sợ. Nhưng mà chút hết á, các bạn làm y vậy. Ngứa thì bây giờ mình xác định nó chỉ gan tỳ thôi. Trong thời điểm đó khi mình cái dịch dụng gan ngay, có phải không? Bởi vì dứt phát là thằng đó không bao giờ có phế luôn đó. Bởi vì anh nói phế thì nằm ở ngoài. Em thấy không? Cái da đụng vô là thấy phế liền. Nhưng mà ông tỳ, ông can, ông thận nằm tốt trong á. Anh làm một hồi ông mới phản ứng. Chứ thôi không phản ứng đâu. Có khi các bạn chấm can gì đó, hay là chấm thận nha, các bạn lưu kim mới thấy. Hay là thận mà nhức xương ha, nhức trong tỷ xương á, các bạn chấm vô bao giờ thấy chứ. Mà các bạn lưu kim ơi, chấm vừa phải thôi, lưu kim khoảng chừng 5-7 giây nhức chịu nổi là biết được nó rồi. Các bạn lấy nhẹ ra chấm tiếp, chấm chừng nào cho nó không còn đau thôi. Nhiều người không biết là chấm rồi thôi không thấy đau. Đúng là không thấy đau, một hồi nó mới đau vì nó ở sâu. Các bạn chấm mà biểu á, thì có đụng vô nó đau à. Các bạn thấy có vụ mình bắt nghiêm bắt mạch gì đó, ta có là 3 loại mạch: mạch phù, mạch bình thường và mạch trầm. Thì cái mình chấm đây cũng y vậy. Nếu mà bị phế, bị mạch phù thế mà mạch ở ngoài rồi, anh đụng vô là có mạch. Mà đau ngoài da, anh đụng vô thì dứt khoát là đau. Anh vô có nghĩa là đau chịu nổi. Chứ tôi biết rằng nó nhẹ lắm á, nhưng mà đụng vô đau chịu nổi. Nhưng mà nó khi mình chấm vô bình thường thì nó không đau. Mình không đau mà chưa chắc là không phải là không có bệnh. Tôi bệnh muốn chết mà vô con miệt, tôi không thấy đau, tôi nhất cái gì ai muốn chết luôn á.
mà ông chấm vô cái da tôi không có đau, bởi vì nó trong xương á. Như vậy là tôi chấm 50 34 này, 65 nè, tôi chấm tôi lưu kim đó, tôi coi ông đau không. Hồi cái ông đau à, đau chịu không nổi luôn á. Cho nên cái cách chấm các bạn mà cũng như quát mạch gì thôi, không có gì khác chứ. Cơ địa tùy người, mà căn cứ vào cơ địa của từng người và cái kiểm đau của từng người, không có người nào giống người nào chứ. Cho nên các bạn đừng có nói là tôi đau gì vậy, rồi tôi chấm vậy, cái ông kia đau cũng vậy, tôi cũng chấm vậy, xong này tôi chấm hết, ông kia tôi chấm hết, thì cơ địa của ông kia khác, cơ địa của ông kia hàng, mà cơ địa của ông này không có hàng, cái cơ địa của ông này chấm hết, ông kia tôi chấm hết, ông này ông không hết, vì cơ địa của ông đang nhiệt độ cao, tôi phải xử lý nhiệt độ cao tôi mới chấm được chứ. Ngày mai chúng ta sẽ nói về cái này nữa, về kỹ thuật và nghệ thuật cũng liên quan cái này. Thì các bạn tối nay các bạn mời gì đó, các bạn nghe suy nghĩ đi, nghệ thuật và kỹ thuật là cái gì. Như vậy là trong viện chẩn này, trong đông y này ta kết hợp vậy, có phải là chúng ta trị về kỹ thuật hay là nghệ thuật? Như vậy các bạn định nghĩa nghệ thuật là cái gì và kỹ thuật là cái gì, thì các bạn nắm cái đó thì các bạn sẽ hiểu được hay. Chỉ một cái từ ngữ của thầy mà làm cho chúng ta sáng mắt ra. Rồi các bạn hỏi gì đâu? Thầy ơi, thầy cho em hỏi với ạ. Hỏi đi chị. Thầy ơi, như hôm em vào trong thầy, thầy đã lấy máu não của em ấy, nhưng mà nó đã hết hết cả những vân xanh rồi, nhưng mà khoảng chục ngày hôm nay thầy ạ, cái mặt em cảm giác như là khi em cúi xuống thế này là những cái đường vân nó sẽ nổi to và cảm giác nó nặng cái mặt đấy thầy, mà cứ tự dưng em toát mồ hôi ra rất rất nhiều. Nói lại chị. To đây ạ. Em cúi xuống một lúc là rất là to thầy ạ, cả hai bên luôn. Nhưng sao cúi xuống là sao? Em cúi xuống là cái mặt em nó cảm giác nó nặng ấy thầy, như là kiểu máu nó bừng 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 bừng, mà cái những cái đường gân này là nó nổi rất to thầy ạ. Thế là em bị sao? Chị tắt mạch máu ở đường kinh tâm rồi chị. Dạ. Hôm đó trong cái dạ. Hôm trước học đông y mà. Vâng em học rồi, nhưng mà em làm bên chẩn sẩn em làm tan máu bầm thông nghẽn nghẹt và bộ vị trán này thầy, bộ vị não, bộ vị tim á, xong em làm cả lưu thông máu nữa nhưng nó vẫn không hết thầy. Nó nặng hay gì? Vâng. Vì sao trời? Cái cô quần ba thì cái cô băng này coi sao, chỉ nói gì sao, cái chỗ cái thái dương nè 180 nè, nó bị nặng, nước xuống nó bị nặng, về làm sao? Mà mồ hôi rất nhiều thầy ạ, mọi người không sao, như em cứ kiểu như là em nóng rồi. Em giận phải là mồ hôi toát thôi. Mồ hôi là gần cái tâm rồi, kinh tâm bào yếu rồi. Em thì cái tình trạng đấy thì em chỉ biết là đưa tan máu bầm về não thôi thầy ạ. Còn đâu thì cái trường hợp này thì em cũng chưa gặp mấy, nên là em cũng chưa có kinh nghiệm thầy ạ. Cái này cờ thêm người nữa đi.
Chị bị nặng cái đầu á, mà khi cúi xuống là cái gáy cái chẩm của chị bị tắc nhiều lắm á chị, nhiều huyệt ở phía sau á. Dạ. Dạ. Tại vì cái đầu chị ở nguyên cái óc này nè, cái óc gáy này, những cái huyệt ở phía sau này chị ấn ấn dây đi, mượn ai hơ cũng được, hơi nhân ngày cứu vào. Ngày nào cũng thà để chị mà nó không có hết đâu. Nhờ người khác hơ chị hơ không được đâu, những cái huyệt ở phía sau phải nhờ người khác hơ. Nên nó nổi, nếu mà uống chung một lúc nó nổi cái đường vân này xanh to đúng nên như con run ở chỗ này ạ, hai bên luôn. Thì mình không gì nó nặng đầu. Em có phải bị thiếu máu cơ tim không? Em cũng không biết nên này hôm nay em hỏi thầy. Bây giờ cái đó cái gì? Trời ơi, khổ quá. Bây giờ chị ơi, cái nặng là dụng gì? Bây giờ nặng dụng gì? Bộ... nặng là cái xuống. Và làm bộ dáng đúng không, dáng khí đừng bộ dáng, mặt cho đang nóng mà, người cho đang nóng mà dáng khí xuống, rồi giờ vô cái thái dương, rồi hết cái chỗ đây cái hết liền ha. Bây giờ cái này nè, cái này nó giống cái thái dương không? Vâng ạ. Cái này cái đầu cái đầu thái dương nè, hơ đây nè, chú bóp qua chị bóp chị qua cái chỗ cái khu khu vực chỗ mà khâu hư với côn lôn á, bóp rồi bóp vô đây những cá ngoài á, bóp vô đây đau không? Đau ạ. À. Đau rồi hết ra, đau rồi hết gì? Hết nhất thấy dường cái gì? Thầy ơi, em không bị nhức nhưng mà em chỉ bị nổi cơn như thế này mà mặt cảm giác nặng. Đâu chị bóp ở đây rồi còn người nặng không? Chị bóp chị hai cái còn nặng không? Chị đố còn nặng á. Vâng vâng, thế để em làm, ngày mai em báo cáo thầy. Rồi, chị bóp thấy đau không? Bên chân phải thì đau hơn ạ. Thầy ơi cho em hỏi đi ạ. Hỏi câu nó nghỉ ha, rồi. Vâng, thầy ơi cho em hỏi ạ. Hỏi đi gì? Mấy em đây ạ, mẹ em bị cái áp huyết cao ấy mà em chữa cho mẹ em ấy, em chấm cho mẹ em ấy là cái áp huyết cao ấy thì là nó cái lúc mà bị áp huyết cao là nó hết. Nhưng mà độ khoảng vài tháng sau ấy nó lại bị lên ấy thầy ạ, mà em bấm hoài suốt như vậy mà nó vẫn chưa dứt điểm ấy. Mà mẹ em thì là trước là bị tai biến, sau đó là bị tim mà đi đập ten ấy, tai biến thì đến nay là mẹ em cũng phục hồi được khoảng 70-80% rồi, đi lại thì nó cũng đạt được 70-80% đấy, nó chưa khỏe hẳn đấy. Thế nhưng mà riêng cái huyết áp ấy của mẹ em là em cứ khi mà huyết áp nó lên cao là em chấm huyết áp ấy, em làm giảm huyết áp ấy thì nó xuống, nó khỏi. Thế nhưng mà nó cứ lên liên tục ấy thầy. Chấm sao? Chấm sao? Dạ. Chấm nói đi. Em chấm bộ dáng, xong rồi em đi bộ hạ huyết áp. Thế sau đó là em đi đường kinh phế, đường kinh tâm, đấy, đường kinh tâm vào đường cả đường kinh thận nữa này ạ. Nhưng mà số mấy, chỗ nào mới được? Em đi dáng khí là 124, 3426. Đi đông y đi sao? À, em đi đông y là em đi đường kinh phế. Người đi chỗ nào? Đường kinh phế là huyệt ngư tế này, huyệt cứu thương ngư tế và huyệt thái biên, trong đường kinh tâm. Hay là đi đường cái huyệt cứu xung này, cứu xung cứu phủ.
cái huyệt thần môn, cái đường kinh tam bảo là có lao cung với đại lăng và nội quan đấy ạ. Còn dưới bàn chân thì em đi đường kinh thận. Có hết không? Hết rồi ạ. Huyết áp nó hạ, nó giảm xuống ạ. Lúc trước là nó lên cao là 156 mà trên 90, nhịp tim là 82, 83 đấy. Thế sau đó là xuống còn 134 trên 78 trên 74. Thế sau độ khoảng vài tiếng sau nó lại lên thầy ạ. Ngày nào cũng vậy. Bây giờ cái số đo 130 mấy? 134 trên nhiêu? Trên 78, có khi trên 75 ạ. Không hết đâu em. Chấm mà em chấm gòi đó con không hết nên tại sao? Dạ. Cái mạng nói thôi. Giờ không biết tự mình hỏi tại sao cho này chấm em... không hết. Thầy ơi cho em à, biết không? Tại rồi vì... không chấm không? Tại vì em đã chữa cho một bệnh nhân bị huyết áp cao thì em chữa 4 ngày thì họ hết. Và khi em đầu tiên là em đi cái đầu tiên là em sẽ đi là thành tân màu bầm, thành tân màu bầm để em đưa về bán cầu đại não và gạch hơ nóng bán cầu đại não và nắm đấm, nắm tay nắm lại, và bắt đầu thì em mới đi vào bộ dáng, em đi vào bộ dáng và xong rồi em đi đến bộ vị của hạ huyết áp đi thầy. Và bắt đầu là em xay, em cứ lấy tay của em xay ở cái lông mày này ra, xay ra này thầy này. Cứ từ đây em xay ra, xong từ huyệt 103 em xay ra, từ cái tai này em xay xuống thì em dò từ cái tai này xuống. Cuối cằm thì có cái đoạn mà đến cái đoạn này thì họ có một cái cục đấy thầy. Em xay, em cứ xay và em hơ, em cào, em lăn. Thì em làm cho cái bệnh nhân đấy thì đúng 4 ngày họ hết được cái huyết áp cao đấy. Họ giảm rõ rệt luôn và... em gọi điện họ là thường xuyên em một tuần em hoặc em sẽ hỏi là cô hết chưa và có phải uống thuốc nữa không, thì cô đấy bảo là cô đấy không phải uống thuốc nữa. Thì cái vấn đề là em đánh tan màu bầm đưa về bàn cầu đại não thì xong em sẽ áp dụng cái phác đồ của huyết áp cao ạ. Em làm và bệnh nhân đấy đã khỏi, bây giờ hiện tại vẫn khỏi và chưa phải uống thuốc lại nữa. Đấy là theo kinh nghiệm của em thì em xin chia sẻ ạ. Bây giờ cái cô đó vừa rồi mà làm cái cô này cho bác này không hết, lý do tại sao vậy? Lý do nếu mà không hết thì em vẫn thấy là do ở bán cầu đại não vẫn còn máu tụ, vẫn còn máu bầm và nó bị tắc đường, các đường kinh của phản chiếu của huyết áp cao nó vẫn còn tắc. Bây giờ khi mà ta đo huyết áp, các bạn nắm được cái chỉ số huyết áp như thế nào không? Bây giờ tôi đo 134 trên 70. Quá thấp. Đó là khí hơi bị, khí bị cao thì phải đi bổ dáng ạ. Thiếu khí. Áp huyết thấp, không thể dáng được. Các bạn cứ coi cái huyết áp của người ta nè. Làm á, thì công nhận là em làm đúng rồi đó. Em làm không sai. Thầy công nhận làm đúng. Bên này làm cũng không sai. Nhưng mà không triệt để. Như vậy là còn quan tâm đến cái gì nữa? Các bạn chỉ cần quan tâm một cái thôi là các bạn chạy cái bác này cũng đã hết luôn. Trong này cô này nó ló ra một cái mà chúng ta cần phân theo cái chữ đó. Hay bị khó ha? Khó thật chứ không phải có cái lượng đâu. Thế thầy, em theo em thì là cho cái đường kinh đi đường kinh tâm ạ, cho máu nó huyết nó lên đi ạ. Thì là nó cân bằng thì là nó huyết áp nó ổn định hơn ạ. Dùng hay á. Ha. Như vậy là ta chỉ ăn khí ta thấy đủ rồi. Huyết thiếu rất là nhiều, ta chỉ cần bổ huyết thôi.
mà huyết chỉ cần lên 90 là 93-94 vậy đó, là ok rồi, là bác này khỏe ào ào đi chơi thôi, đi chợ ào ào luôn. Bác này chỉ cần thiếu máu thôi, bây giờ tao đưa máu lên thôi chứ. Như vậy là tao quýnh đường cái tâm và thông nhẹ nhẹ đưa máu lên là con này hết rồi, bà bác này hết liền, trong tới tắt là bác nó hết rồi. Bây giờ tao xem thiếu máu này, thiếu máu ở đâu cái đã, tại thiếu máu ở can hay là thiếu máu ở vô tử, hai cái đó các bạn chọn một. Thiếu máu ở can thì ta vô can, thiếu máu vô tử thì ta vô vô tử. Như vậy là ta phải đo hai tay, nếu mà tay trái nó nằm 134/70 thì nó là thiếu máu ở vô tử, vậy là ta chỉ chăm sóc vô tử mà thôi. Còn nếu mà bao tử ta đo bên tay trái mà nó là 130/140 đi, trên 110 bên tay trái, ok, bác này không có gì, bao tử bác hoàn toàn là tốt, máu đủ, khí vừa đủ. Mà ta đo qua bên can, bên tay phải 134 mà trên 70 thì bác này đã thiếu máu bên can trầm trọng rồi. Chúng ta cần phải khai thông ở đường kinh can để cho gan mở cửa đưa máu ra, vì tắc nghẽn mạch máu ở can. Ta phải gõ gàng đó. Thưa thầy là em đánh là trước là mẹ em là huyết áp cao là 154/160 á, trên 80 có thì 85/90 á. Thì sau khi em đánh xong rồi nó hạ xuống là còn 134/74/75 thầy ạ. Sau đó là nó lại 2-3 tiếng sau nó huyết áp nó lại lên, nó lại tăng cao ấy. Đúng vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi đấy. Nhưng mà em hỏi đúng lý do là mẹ em à, tại sao em làm xong là độ khoảng mấy tiếng sau nó lại lên ấy, ngày nào cũng vậy, cũng phải làm liên tục như thế ạ. Thì mỡ máu cao thì nó chưa có động. Thế đứa chào thì làm lên thì làm nữa, lên thì nữa, sao mà làm lại bắt hết luôn hả? Không, trời ơi, phải thoát. Nhiều ngày như thầy đấy, như thầy nói là nếu mà bao tử mới bao tử hay là gan đấy thì là bây giờ chị làm cái bên đấy nữa thì nó mới hết được, nó mới hết luôn. Đúng rồi. Chị coi cái đó bên gan hay là bao tử, thiếu máu bên nào là bên ấy. Chứ thiếu máu bên can mà chị làm bên vô tử rồi nó đâu hết rồi, mà chị không đánh vô tử chứ can nó hoài một chút xíu là nó bị, chút xíu nó bị à. Đang cao mà. Đúng rồi. Mà tại giờ chị đâu có đánh vô mấy ông đó đâu. Bên bao tử thầy ạ. Bên đây. Ờ, ta coi sẽ mở qua bao tử không? Nếu bao tử thì vô bao tử đi, ta mới hết được chứ. Không gì không, chị đánh hoài, đánh bầu hoài luôn đó. Nó hết giả tạo thôi, chứ đâu không hết hẳn đâu. Vâng, mà đầu nó cứ nghe tiếng đập bình ịch trong đầu ấy thầy ạ. Rồi, nó thiếu máu mà. Thiếu máu thì bắt buộc mà thì nó làm việc mạnh, tim nó đập mạnh hơn nên nó kéo máu lên thì làm cho mình khó thở, tim đập nhanh. Cho nên các bạn đo cái áp, các bạn nhớ kỹ chỉ số huyết khí và nhịp tim, phải đo hai tay chứ một tay thì các bạn bó tay. Tôi với ai đo tay tôi không coi đâu, tôi biết đâu tôi coi. Ví dụ như đo tay trái thì tôi chỉ biết là khí và huyết bên tay trái thôi, chứ tôi đâu biết khí và huyết tay mặt bên can như thế nào đâu mà tôi nói. Cho nên tôi phải coi hai tay tôi mới coi được, chứ coi tay tôi làm được. Mà hạ huyết áp tôi hạ cũng không được đó. Anh phải đo cho tôi hai tay tôi mới biết được. Hay là tôi nhìn mặt tôi coi được. Chứ mà anh nói mà xa mà tôi không dòm mặt anh được thì anh nói anh đo tôi tay là tôi bỏ tay luôn, tôi làm được. Mẹ em đây ạ, thầy. Nhưng mà nó xa quá, cái máy xa quá. À. Đúng rồi.
Trời, cái bác này bác à, chị dùng cái em dùng cái bộ gì đó? À, em dùng cái bộ dán không được bờ cái bộ dán được. Em dùng cái bộ bác này phải dùng cái bộ điều hòa làm ấm mới được. Điều hòa làm ấm à? Đúng rồi. Thứ hai là bác này phải hơi giữ nó mới được điều hòa làm ấm. Bác này vẫn còn cái sắt nó yếu lắm, cho nên không có khỏe đâu. Rồi xương thì nhức nữa, người thì nóng nữa, ở trong thì lạnh nữa. Vâng. Mà cho nên anh em thấy gì điều hòa làm ấm rồi xong rồi mới hơi mình nhâm về mạch đốc rồi cào cái đầu cho nó giữ cho nó ra mồ hôi. Bác này con em mà không cào hay hơi thì bác này không ra mồ hôi được đâu. Ủa, mẹ em mà ra mồ hôi nhiều lắm á. Một đêm có thể là hai lần áo luôn đấy, mồ hôi nó đẫm ra ấy. Rồi nếu đau thì hồi này thì để tim này yếu, tổng đài này yếu rồi bị giảm mình chất dịch đi nha. Thí dụ như có triệu chứng xảy ra cái gì là ta cần làm cho chứng đi. Bác này nó mà còn yếu lắm đó, chứ chưa nó bảy sao mà đọc 70% được. Vâng, thế thầy giúp em cái phác đồ để em trị cho mẹ em ạ. Đó đó thì em chịu cái điều hòa làm ấm đi. Rồi xong rồi em sẽ hơi hơi ha, cho nó hết mồ hôi đi, cho nó ra hết cỡ luôn này là nghỉ ra luôn à, là bác mới khỏe được. Bác này không khỏe được đâu. Em hơ mạch nhâm mạch đốc ạ. Vô đúng rồi, hơi thật nhiều bệnh nhân mình đốc hơi tay chân nó nóng cái hơi thì hơi một cái hai ngày đâu có bác này là ok đó. Cái này là cái mặt đỏ lên liền hồng lên đó. Bác này đau với ai nè? Rồi bắt đầu gan nữa mà. Gan thì mông, cái mông chân cùng mà cái bên đó, ngay chỗ bách liêu mà bên 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 phải nó bác bị đau đó. Bác bị phải phế yếu nữa. Phế yếu nữa. Đúng rồi. Biết có dở tay đâu có nổi hả? Vâng, mẹ em Bác bị dở cái tay tai lên coi. biến là liệt bên phải ạ. Đúng rồi, tay dở lên không nổi nữa. Rồi cứ làm như vậy đi, mấy bữa bác hồi phục hồi lúc về chị. Bây giờ em vô nè, một là thứ nhất vô bộ tạng có bầm, vô bán cầu đại não gạch, rồi gạch cho bán cầu đại não giữ đi, cho cái đầu bác hơi được cái ê nữa, cái đầu bác nhức lắm đó, hơi bị ba bác rồi hơi bị khó làm đó ha, bởi vì bác đau bác chịu không nổi, làm nhẹ thôi. Xong rồi vô cái bộ làm nóng rồi hơi hơi cái đầu, cào cái đầu lấy cái lược, có lược không, Có này ạ. có cái lược được tiên không, Có cái cào thôi ạ. có cái cào tốt rồi, có cào cào hơi cào hơi cào hơi rồi là ok đó. Gạch cái mặt làm sao cho bác học đỏ lên hồng lên luôn. Đã. Rồi rồi cố gắng em ơi ha, bác cũng hơi còn hơi nhiều đó, hơi nhiều chút ít đâu. Gần 10 giờ rồi thầy ạ. Em cảm ơn Rồi thầy thôi ạ. xin chào rồi thôi rồi xin chào các Thôi anh chị chào ha. thầy. Rồi chào Chào má lớp. nha, chào anh rồi Chào thầy. Chào rồi xin thầy. chào Chào rồi rồi thầy. rồi xin chào chị Chào Dung, rồi thầy. chào các Chào bạn ha. thầy. Rồi mời các bạn nhớ trả lời mấy câu đó ha, coi coi hay không ha, kỹ thuật và nghệ thuật ha. Rồi xin chào. Chào thầy.